Cả hai sẽ đến cánh đồng cừu để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Ôi ơi, té em. Được không? Thế rầy 2 giây nó đi, xong rồi muốn nó quay bên nào kéo bên đó, kéo một bên thôi giống như mình lái xe vậy đó. Đi đi. Ôi. Chậm thôi. Chậm 2 giây hai bên, anh chậm đi anh. Đi chậm như vậy hoài thì đường nó chạy nhanh nè, làm sao mình thắng lại nè anh? Được, nhường cho. Rồi, đây. Qua phải, đưa qua, anh ơi. Những chú chó hung dữ cũng làm cô khiếp sợ. Chú ngựa hiền lành cũng làm cô sợ. Có lẽ cô quên rằng sau lưng cô còn có một chàng hoàng tử cao 1m80 đang bảo vệ cho cô. Sao cho nó đi chỗ khó vậy? Đôi khi chàng hoàng tử áo đỏ đưa cô nàng áo sọc qua suối an toàn, mặc dù có lẽ chàng cũng còn trúng lắm.